Xin chào các em học sinh thân mến, các em đã trải qua một tuần học như thế nào rồi? Có vui và hiệu quả không? Cô Phước rất vui vì lại được đồng hành cùng các em trong tiết tiếng Việt 2 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống đấy. Trước khi bắt đầu bài học ngày hôm nay, cô tin rằng các em đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập đúng không nào? Chúng mình hãy cùng điểm lại nhé! Sách tiếng Việt 2, vở tiếng Việt, bột mực, thừa kẻ. Các em thân mến, mỗi một đồ chơi là một người bạn thân thiết với các em thiếu nhi. Mỗi một trò chơi sẽ giúp các em lưu giữ những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò. Bài học của chúng ta ngày hôm nay sẽ luyện viết một đoạn văn ngắn tả một đồ chơi của em và cùng nhau chia sẻ những bài thơ, bài đồng dao viết về những trò chơi, đồ chơi mà em thích nhất. Cô mời các em mở sách trang 107. Chúng ta cùng tìm hiểu tiết 5, 6 của bài 24, luyện viết đoạn văn tả một đồ chơi của em, đọc mở rộng. Cô mời các em đọc yêu cầu của bài tập 1. Cô tin rằng khi ở nhà các em có rất nhiều đồ chơi khác nhau phải không nào? Bây giờ các em hãy lấy tất cả đồ chơi của mình ra và kể tên những đồ chơi đó cho bố mẹ, người thân và bạn bè của mình cùng nghe nhé. Cô mời các em. Hãy kể cùng cô nào. Cô thấy rằng các bạn nữ và các bạn nam thường có những sở thích riêng và thường chọn những đồ chơi khác nhau. Các bạn nữ thường chơi búp bê này, gấu bông này, hay là những bộ đồ chơi nấu ăn. Còn các bạn nam lại thích chơi máy bay đồ chơi này, robot này, siêu nhân này, và còn có cả những chiếc xe ô tô đồ chơi nữa đấy các em ạ. Trong số các đồ chơi của mình, cô tin rằng các em sẽ có một đồ chơi mà mình thích nhất, gắn bó nhất. Bây giờ, cô mời các em hãy theo dõi lên màn hình xem một bạn giới thiệu về đồ chơi mà bạn thích nhất nhé. Mình tên là Lê Bảo Nhi, học sinh lớp 2 năm trường tiểu học Hưng Long. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn về một món đồ chơi mà mình thích nhất, đó chính là cái gấu bông này. Đây là món quà sinh nhật mà bà ngoại đã tặng cho mình. Mình rất quý nó và mình sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Tạm biệt các bạn nhé. Bạn Nhi thật dễ thương phải không các em? Vừa rồi, bạn Nhi đã giới thiệu cho chúng ta biết đồ chơi nào mà bạn Nhi thích nhất vậy? À, đó là một chú gấu bông. Chú gấu bông này là quà tặng sinh nhật của bà ngoại tặng cho bạn. Bây giờ, các em hãy giới thiệu cho mọi người cùng biết đồ chơi mà em thích nhất đó là đồ chơi nào và tại sao em lại thích đồ chơi đó. Cô mời các em. Vừa rồi, các em đã giới thiệu đồ chơi mà mình thích nhất cho mọi người cùng nghe. Bây giờ, cô tin rằng các em có thể viết được tốt 3 đến 4 câu văn tả một đồ chơi của mình. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu qua bài tập số 2. Viết 3 đến 4 câu tả một đồ chơi của em. Để có thể viết được một đoạn văn ngắn tả một đồ chơi của mình, cô có một số gợi ý như sau. Gợi ý thứ nhất, em chọn tả đồ chơi nào? Trong số những đồ chơi của mình, em hãy chọn ra một đồ chơi mà mình thích nhất, gắn bó nhất để tả. Đó có thể là một con búp bê, một chú gấu bông, hay là một chiếc xe ô tô đồ chơi, hoặc bất cứ đồ chơi nào mà các em muốn. Gợi ý thứ hai, các em hãy quan sát đồ chơi đó thật kỹ và nói cho mọi người biết đồ chơi đó có những đặc điểm gì về hình dạng, về màu sắc, về hoạt động. Có ví dụ, con gấu bông của em được làm bằng lông mịn, nó có màu nâu đậm, hai mắt của nó đen nhánh và sáng lấp lánh. Trên cổ của nó được đeo một chiếc chuông rất dễ thương. Tiếp theo, các em hãy trả lời cho cô câu hỏi: em thường chơi đồ chơi đó vào những lúc nào?
Đây cũng là lời gợi ý thứ ba của cô. Có thể là những lúc các em rảnh, những lúc sau khi các em đi học về, hoặc là trước khi các em đi ngủ. Cuối cùng, các em hãy nói lên tình cảm của mình dành cho món đồ chơi đó như thế nào. Tại sao em lại thích đồ chơi đó? Và em sẽ giữ gìn nó như thế nào? Bây giờ, cô mời các em hãy kết hợp những ý mà mình đã trả lời được cùng với những gợi ý mà cô đã hướng dẫn để có thể hoàn thiện được đoạn văn tả một đồ chơi của em. Cô tin rằng các em có thể thực hiện tốt đoạn văn này vào vở, đúng không nào? Trước khi các em thực hiện vào vở, cô có một số lưu ý như sau. Câu văn đầu tiên, các em lùi vào một ô so với lề vở. Chữ cái đầu viết hoa, cuối câu phải có dấu chấm. Ở câu văn thứ hai, các em không xuống dòng mà viết tiếp sau dấu chấm của câu văn thứ nhất. Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi hết đoạn. Các em đã nắm rõ chưa nào? Cô mời các em trình bày vào vở. Để có thể hoàn thành được đoạn văn này, các em hãy để dành đến cuối buổi học với sự hướng dẫn và giúp đỡ của bố mẹ mình nhé. Còn bây giờ, cô mời các em hãy theo dõi lên màn hình. Cô xin giới thiệu với các em một bài viết của bạn Minh Ngọc, học sinh lớp 2 năm trường tiểu học Hương Long, đã viết để tả một đồ chơi mà bạn thích nhất. Các em có nhận xét gì về bài viết của bạn không? À, bài viết của bạn đã trình bày đúng hình thức một đoạn văn, giống như cô đã hướng dẫn phải không nào? Cô nhận thấy rằng bài viết của bạn cũng rất đẹp và sạch sẽ nữa. Cô và trò chúng ta hãy cùng nhau đọc đoạn văn của bạn để biết được bạn tả về đồ chơi nào nhé. Vào dịp sinh nhật, ông ngoại đã tặng cho em một con búp bê. Em đặt tên cho nó là Bim. Bim có khuôn mặt rất dễ thương, với đôi môi đỏ hồng hình trái tim. Mái tóc của nó vừa dài, vừa đen nhánh. Nó được mặc một chiếc áo đầm màu hồng rất đẹp. Em thường chơi với nó mỗi khi rảnh và ôm nó khi đi ngủ. Em rất yêu con búp bê này. Bài viết của bạn thật hay phải không các em? Vậy sau khi đọc bài viết của bạn, các em cho cô biết bạn đã tả về đồ chơi nào? À, đó là một con búp bê. Vậy con búp bê của bà Ngọc có những đặc điểm gì? Nó có một khuôn mặt rất dễ thương, đôi môi đỏ hồng hình trái tim. Mái tóc của nó vừa dài vừa đen nhánh và nó được mặc một chiếc áo đầm màu hồng rất đẹp. Các em có nhớ bà Ngọc thường chơi với con búp bê này những lúc nào không? À, bà chơi với nó mỗi khi rảnh và ôm nó khi đi ngủ. Cô nhận thấy rằng bà Ngọc rất yêu quý con búp bê này đấy các em à. Vì bà Ngọc đã đặt tên cho con búp bê này là Bim, giống như một người bạn thân thiết. Vì đây là một món quà sinh nhật của ông ngoại tặng cho bạn. Vừa rồi, các em đã được tham khảo bài viết của bạn Minh Ngọc đã viết để tả một đồ chơi mà bạn thích nhất. Cô tin rằng các em cũng có thể sẽ viết được tốt và hay giống như bạn vậy. Trước khi chúng ta chuyển sang những hoạt động tiếp theo, cô mời các em hãy nghỉ giải lao trong ít phút. Bye.
Các em đã thấy thoải mái hơn chưa nào? Bài hát chúng ta vừa nghe được phổ nhạc từ một bài đồng dao viết về một trò chơi rất quen thuộc, gần gũi với các bạn thiếu nhi. Các em có biết trò chơi đó là gì không? À, trò chơi đó là tập tầm vong. Cô tin rằng có nhiều bạn đã được chơi trò chơi này rồi đúng không nào? Tiết đọc mở rộng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những bài thơ, bài đồng dao hay, vui vẻ, viết về những đồ chơi, trò chơi mà em thích và cách chơi những đồ chơi, trò chơi đó như thế nào. Cô mời các em đọc yêu cầu của hoạt động 1. Tìm đọc một bài thơ hoặc một bài đồng dao về một đồ chơi, trò chơi. Đồng dao là một thể loại thơ ca được các bạn nhỏ ngày xưa truyền miệng với nhau. Và những bài đồng dao thường được gắn liền với những trò chơi dân gian quen thuộc với các bạn thiếu nhi đấy các em ạ. Ở tiết trước, cô đã yêu cầu các em về nhà tìm đọc một bài thơ hoặc một bài đồng dao viết về một đồ chơi hoặc một trò chơi. Bây giờ, cô và trò chúng ta hãy cùng nhau đọc những bài thơ, bài đồng dao đó nhé. Trước khi các em đọc những bài của mình, cô xin giới thiệu với các em một bài thơ mà cô đã tìm được, viết về một đồ chơi rất quen thuộc, đặc biệt là với các bạn nữ. Đó là bài thơ Búp bê bé nhỏ của tác giả Nguyễn Đình Xuân. Tiếp theo, cô xin giới thiệu với các em một bài đồng dao rất dễ thương, rất quen thuộc với các bạn thiếu nhi. Viết về một trò chơi gần gũi, lồn cầu vồng. Đây là một trò chơi chỉ cần hai người thành một cặp là có thể chơi được rồi đấy các em ạ. Khi các bạn chơi, các bạn sẽ vừa đọc lồn cầu vồng nước trong nước chảy, có cô 17, có chị 13, hai chị em ta ra lồn cầu vồng. Đây là một trò chơi giúp cho các em rèn luyện cơ tay và cơ lưng được phát triển hơn. Tiếp theo, cô xin giới thiệu với các em một bài báo viết về hướng dẫn một trò chơi dân gian có tên Rồng Rắn Lên Mây. Trong bài báo này, người ta đã nêu lên cách chơi và viết ra bài đồng dao Rồng Rắn Lên Mây. Ở trong trò chơi này thì càng đông người, càng nhiều bạn chơi càng vui. Và khi các bạn chơi, các bạn cũng sẽ đọc to bài đồng dao Rồng Rắn Lên Mây. Bây giờ, cô mời các em hãy đọc những bài thơ, bài đồng dao mà mình đã tìm được cho bố mẹ, người thân và bạn bè của mình cùng nghe nhé. Cô mời các em. Vừa rồi, chúng ta đã cùng nhau đọc những bài thơ, bài đồng dao viết về một đồ chơi hoặc trò chơi. Vậy những đồ chơi, trò chơi đó được chơi như thế nào? Cô mời các em hãy tìm hiểu qua hoạt động 2. Nói với bạn tên của đồ chơi, trò chơi, cách chơi đồ chơi, trò chơi đó. Cô mời các em theo dõi lên màn hình, quan sát bức tranh sau và cho cô biết các bạn nhỏ trong tranh đang nói gì. À, cô thấy rằng trong tranh có ba bạn nhỏ đang nói chuyện với nhau. Bạn nam ở bên này đang đọc cho hai bạn còn lại nghe một bài đồng dao. Nu na nu nỏng đánh trống phất cờ. Các em có biết đây là bài đồng dao nào không? À, cô xin giới thiệu với các em, đây là bài đồng dao viết về một trò chơi rất gần gũi với chúng ta. Nu na nu nỏng. Nu na nu nỏng đánh trống phất cờ, mở cuộc thi đua. Chân ai sạch sẽ, gót đỏ hồng hào, không bận tí nào được vào đánh trống. Đây là một trò chơi dân gian mà cô tin rằng các em đều đã được chơi đúng không nào? Và có một số bạn không biết được cách chơi trò chơi này thì cô mời các em hãy theo dõi lên màn hình
xem đoạn clip sau để biết được trò chơi này được chơi như thế nào nhé. Những người chơi ngồi xếp hàng bên nhau, duỗi thẳng chân, tay cầm tay, vừa nhịp tay vừa đọc đồng thanh các câu đồng dao, bắt đầu từ câu na nóng đánh trống vất cờ mở hội thi đua thi chân đẹp đẽ chân ai sạch sẽ gót đỏ hồng hào không bẩn tí nào được vào đánh trống. À, trò chơi này thật là dễ thương phải không các em? Cô nhận thấy rằng khi chơi những trò chơi dân gian thì các em hãy nên đọc to những bài đồng dao liên quan đến các trò chơi đó nhé. Sau khi các em đọc những bài thơ, bài đồng dao, viết về một trò chơi, đồ chơi thì các em hãy giới thiệu cho mọi người biết tên của đồ chơi, trò chơi được nhắc đến trong bài thơ, bài đồng dao đó là gì. Và có một số bạn không biết cách chơi những đồ chơi, trò chơi đó thì các em cũng nên nói cho các bạn biết cách chơi đồ chơi, trò chơi đó như thế nào. Bây giờ, cô mời các em hãy nhìn lên màn hình, theo dõi các bạn nhỏ sau chơi một trò chơi rất quen thuộc với các bạn thiếu nhi. Hãy cùng cô đoán xem đó là trò chơi nào nhé. Chi chi chăng chăng, cả đám thổi lửa, có mưa đất tương, ba mưa một lễ, tóc dễ đi tìm. Các bạn nhỏ thật dễ thương phải không các em? Các em có biết các bạn vừa chơi trò chơi gì không? À, đó là trò chơi chi chi chành chành đấy. Và khi chơi trò chơi này, cần các em phải thực hiện thao tác thật nhanh và dứt khoát. Các em đã rõ chưa nào? Thường thì các trò chơi dân gian sẽ càng đông người chơi, càng nhiều bạn chơi, càng vui để các em ạ. Các em thân mến, mỗi một đồ chơi là một người bạn thân thiết khi ở nhà của các em, cùng em chia sẻ, cùng em vui chơi. Mỗi một trò chơi các em chơi với các bạn của mình sẽ lưu giữ cho em những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò. Cô hy vọng rằng các em sẽ luôn giữ mãi được sự ngây thơ hồn nhiên ấy và sẽ lưu lại được rất nhiều kỷ niệm đẹp cùng với các bạn của mình. Sau buổi học ngày hôm nay, các em nhớ hoàn thành những bài tập mà cô đã giao nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào và tạm biệt các em.